Chào mừng mọi người đến với xe máy Đức Kiên nhá. Chào chân đi một dép nhá. Chào Hòa Phạm nha. Chào Phúc Cầu nha. Chào tất cả mọi người nha. Và hôm nay cửa hàng xe máy Đức Kiên lại livestream ở bên xe ga cho mình đây. Hòa Phạm ơi, để bên mình lập fan cho bạn nhé. Chào bạn Hòa Phạm nha. Chào Đinh Tuấn Anh nhé. Rất nhiều dòng SH cho mọi người tham khảo đây. Chào Nguyễn Vinh nha. Xuân Quyết ơi, cửa hàng em có cả xe cũ và xe mới nhé. Hôm nay em live bên xe cũ ở bên địa chỉ bên 237 Ngô Quyền. Các dòng xe cũ từ đời 2014 đến 2021 cửa hàng đều có nhé. Chào Xuân Quyết, chào Nguyễn Văn Hùng nha. Đây là các đời 2019, 2017 form như này em mọi người nhé. Chào Mạnh Hùng. SH các màu đỏ đô này, màu trắng, màu đen nhám, màu đen bóng, cửa hàng đều có cho mọi người nha. Cửa hàng có đủ các dòng xe ga, xe số cho mọi người tham khảo nhé. Hôm nay em live bên xe ga, bên này chỉ để xe ga thôi. Mà mọi người muốn tham khảo con xe nào ấy thì cứ để lại bình luận, em sẽ quay chi tiết cho mọi người nha. SH là chỉ từ 50.900.000 là có xe SH rồi mọi người nhé. Các bạn đen nhám, màu đỏ rất đẹp luôn. Ngoài SH ra cửa hàng còn có rất nhiều dòng xe ga như Vision này, Ablet, cửa hàng đều có mọi người. Hòa Phạm ơi, nợ xấu thì không được hỗ trợ trả góp nhé. Vision chỉ từ 24.800.000 là có xe Vision cũ mọi người nhé. Mạnh Hùng ơi, 70.800.000 là có xe SH 150 màu trắng đời 2017 rồi nhé. Chào Tuấn Khải nhá. Đây, web 3 cửa hàng đang có 3 con. Ablet đời 2019, giá trị từ 39.300.000, màu đen nhám nhé. Chào Nguyễn Tất Thắng, chào Zozo nha. Cửa hàng đang có con xe đời 2021, Ablet đời 2021. Tuấn Khải ơi, hôm nay mình đang live bên xe ga nhé. Thì mai cửa hàng sẽ gửi cho mình link để tham khảo xe X-Side đời màu đen nhám nha. Anh ơi, cửa hàng em còn đang có một con, đang có Vision đen nhám đây. Đây, Vision đen nhám xe lướt anh nhé. Giá là 29.600.000 đời 2020. Chìa khóa thông minh nhé. Đây ạ. Xe còn rất đẹp luôn.
Tuấn Khải ơi, cửa hàng xe số ở 289 Ngô Quyền bạn nhé. Bạn đến cửa hàng xem xe trực tiếp giúp mình nha. Chào quá khứ nhé. Đó, con bây giờ này xe rút hồ sơ nhé. Mọi người mua xe bấm biển mới đơn giản nha. Rất mong Tuấn Khải ủng hộ nha. Chào Đặng Tú nha. Mọi người ơi, mọi người cứ đến trực tiếp cửa hàng tham khảo xe nhé. Ở bên xe ga là có địa chỉ là ở xe 237 Ngô Quyền. Bên xe số là 289 Ngô Quyền và bên xe mới là địa chỉ là 238 Ngô Quyền nhé. Đây outlet cửa hàng có rất nhiều luôn. Ở Zozo ơi, cửa hàng em còn một đơn nhắn thì còn hai con đấy. Anh thích tin nhắn cửa hàng nhá. Cửa hàng đã gửi đường link cho mình rồi đấy. Chào Bùi Hữu Sự nha. Đây xe lít cửa hàng có rất nhiều luôn. Chị từ 27.600.000 là có xe lít rồi nhá. Tùng Xuân ơi, hôm nay em live bên xe ga nhé. Thì em không quay trực tiếp được cho mọi người xem con X-Size. Anh trích tin nhắn ở cửa hàng nha. Cửa hàng sẽ gửi đường link cho mình tham khảo con đấy trên tin nhắn nhé. Đây là SH Mall cửa hàng. Đủ các màu nhé. Màu xám sần này, màu xanh ngọc, rồi màu xanh tím than. Nha các bạn, SH Mall từ đời 2016, 2021 cửa hàng đều có nhé. Cửa hàng đang có hai con Grander chỉ từ 32.800.000 là có xe nhé. Còn mọi người muốn tham khảo con xe nào có để lại bình luận nhé. Em sẽ quay trực tiếp cho mọi người và check đường gửi đường link cho mọi người tham khảo nha. SH liên tục về cho mọi người tham khảo luôn. Đây. SH từ 2017 là từ 70.800.000. 2018 thì tầm hơn 75 triệu là có xe cho mọi người rồi nhá. Cửa hàng có bán xe mới luôn. SH 125 phanh thường ấy, xe mới là chỉ từ 84 triệu là có xe cho mọi người rồi nha. Lô Hem More So. Anh ơi, cửa hàng em đang có con xe giá 24.800.000 anh nhé. Xe Vision 24.800.000. Đây anh ơi, con này nó là đời 2015. Xe còn rất mới luôn. Tay sách của nó là tay sách Form SH đấy ạ. Đây. Để em quay trước cho mọi người xem nhé.
Này 24.800.000 mà có xem nha mọi người. Chào Phạm Đoàn nha, chào Diệp Vấn nha. Đây, các đời 2019, cả hãng có rất nhiều xe Vision nhé. Avalanche chỉ từ 29 triệu hơn là có xe rồi nhá. Cháu lên Ngọc Sơn nha. Đây cửa hàng đang có một con SH dán màu rất đẹp. Nguyễn Kim Tú. Rồi, anh ơi, cửa hàng có SH 150 đời 125 đời 2020 xe cũ nha. Đây để em báo giá cho anh cụ thể luôn. Anh ơi, chỉ từ 73.600.000 là có xe SH 125 đời 2020 nhé. Đây con này đây. Để em quay chi tiết cho mọi người xem tham khảo xe nhé. Chào Hồng Thắm nha. Nguyễn Kim Tú, anh ơi, cửa hàng có hỗ trợ trả góp nhé. Và anh có từ 40 triệu là có thể trả góp bình thường nhé. Nguyễn Kim Tú ơi, tí nữa cửa hàng sẽ check tin nhắn của mình nhá. Mình để lại sẽ giúp số điện thoại giúp em đấy. Thì bên cửa hàng sẽ alo trực tiếp cho mình nhá. Chào Duyệt Vấn nha. Ok anh ơi. Chào Bùi Bảo Ngọc nha. Rất nhiều dòng SH cho mọi người luôn. Chị Hồng Thắm ơi, Abelus đời 2019 cửa hàng em có rất nhiều nhá. Mình đang muốn tham khảo màu gì nhỉ? Ở hơn 34 triệu là có xe đời 20 AB đời 2019 rồi chị nhé. Chị ơi, cửa hàng em tại 237 Ngô Quyền, thành phố Hải Dương nhé. Chị cứ đến cửa hàng tham khảo trực tiếp giúp em nha. Đây có một con màu đen nhám đời 2019, xe rất đẹp luôn. Giá là 39.300.000. Màu đen nhám. Vâng chị ơi, đây, màu đen nhám đây. Nguyễn Kim Tú ơi, bên em có bán cả xe mới nhá. Xe mới thì mình chỉ cần trả trước 30% là được hỗ trợ trả góp rồi nha.
xe mới đời 2021, xe SH125 ấy, bản 2021. Giá là 84 triệu. Anh cứ đến cửa hàng xe mới tại 238 Ngô Quyền tham khảo giúp em nha. À, ok chị ơi, rất mong chị ủng hộ cửa hàng nha. Dòng AB150, phanh ABS cửa hàng em có rất nhiều. Đi rất sướng luôn. Nguyễn Kim Tú ơi, không, 84 triệu là giá xe 125 bản CBS nhá. Bản phanh ABS của nó thì giá sẽ cao hơn nhiều. Gần Tết em mức giá xe đẩy mạnh nhá, nó đang khan xe nha mọi người. Tránh đem phanh ABS đời mới. Ui Bảo Ngọc ơi, mình muốn tham khảo xe SH trắng bản 125 hay bản 150 vậy? Bùi Bảo Ngọc ơi, nếu xe SH125 phanh ABS xe mới ấy, thì giá bây giờ đã bị nhỉnh cao lắm. Chắc phải tầm 92, 93 triệu mới có xe cơ. Vâng anh ơi, em sắp nghỉ ăn tối đấy ạ. Chào Trần Dương Hiền nha. Mọi người ơi, em xin kết thúc livestream ở đây nhé. Hẹn gặp mọi người vào buổi livestream tiếp theo nha. Cảm ơn mọi người theo dõi livestream ở cửa hàng. Rất mong được sự ủng hộ của mọi người đến với cửa hàng nha. Mọi người có thể đến trực tiếp cửa hàng tham khảo xe tại địa chỉ 237, 238 và 289 Ngô Quyền giúp em nhé. Ok, cảm ơn Bùi Ngọc nha. Xin chào mọi người.